Vây xin kính chào quý vị đang đến với phần điểm tin trong ngày của Người Việt TV. Hôm nay là ngày thứ năm ngày 11 tây tháng 2 và bây giờ là 7 giờ tối ở giờ Cali. Và thưa quý vị chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi là chúng ta sẽ tiễn đưa năm cũ và đón chào năm Tết nguyên đáng mới. Đó là Tân Sửu và chúc cho quý vị có một năm mới an lành bình an và sức khỏe và hạnh phúc. Và bây giờ là phần tin của ngày hôm nay. Thưa quý vị, theo trang The Hill, tổng thống Joe Biden ngày hôm nay tuyên bố là ông sẽ hủy bỏ cái lệnh tình ban bố tình trạng khẩn cấp ở biên giới mà trước đó cựu tổng thống Trump đã dùng làm lý do để xây dựng tường biên giới. Trong lá thư gửi chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, ông Biden cho biết là Tôi xác định lệnh tình trạng khẩn cấp quốc gia ở biên giới phía Nam của chúng ta là không có lý do xác đáng. Và tôi cũng xin thông báo là chính quyền của tôi sẽ không dùng thêm một đồng tiền thuế nào nữa của người dân Mỹ để xây tường biên giới. Và tôi sẽ ra lệnh xem xét lại kỹ lưỡng toàn bộ số tiền được dành riêng hoặc được chuyển sang để xây tường trước đây. Và ngày hôm nay, thưa quý vị, trùng hợp là ông Tổng thống của Mexican có tên là Andriy. Manuel Lopez Obrador cũng có đưa ra một cái lời cảnh báo là những người di dân mà muốn vào nước Mỹ đừng có kỳ vọng quá kỳ vọng là dưới chính quyền Biden thì mọi thứ sẽ thả lỏng và muốn vào thì vào và đặc biệt là có những cái hành động mà À, đương ngang nhiên mà đến biên giới của Mỹ để mà mong là tìm được một cái chiếc vé để vô Mỹ một cách bất hợp pháp. Đó là cái lời cảnh báo của ông Tổng thống Mexico đưa ra ngày hôm nay thưa quý vị. Và theo và liên quan đến câu chuyện về vaccine chống Covid-19 thì theo trang The Hill trước nỗi lo thiếu vaccine hiện nay đặc biệt là tình trạng là có một số tiểu bang đang than phiền là thiếu cái uh, vắc xin chống Covid-19 dẫn đến việc là một số nơi phải cancel hủy bỏ những cái lịch hẹn để chích ngừa cho người dân. Ví dụ như ở thành phố Los Angeles vào ngày hôm qua đó thưa quý vị thì ông thị trưởng Eric Garcetti đã có thông báo là trung tâm chích ngừa tại sân vận động của ông ở Los Dodger uh, Stadium cùng bốn địa điểm khác phải đóng cửa trước tình trạng thiếu vắc trầm trọng. Thì uh, ngày hôm nay trước cái uh, câu chuyện là trước cái nỗi lo là thiếu vaccine thì tổng thống Joe Biden đã có cái lời tuyên bố là chính quyền của ông đã mua thêm được 200 triệu liều vaccine covid 19 đó là thông tin theo tờ Washington Post cho biết và cái điều này nó cũng trả lời được cái câu hỏi là thứ nhất là như vậy thì có lo ngại cái chuyện là thiếu vaccine cho người dân hay không và cái Trả lời câu hỏi thứ hai là chúng ta có theo dõi cái lời hứa, quý vị chắc cũng nhớ là một trong những cái ngày đầu tiên mà tổng thống Joe Biden vừa chấp chính thì ông có đưa ra một cái mục tiêu của ông là làm sao đó trong 100 ngày đầu tiên của mình khi mà tiếp quản văn phòng thì ông sẽ đạt được là làm giúp cho 100 triệu người dân Mỹ phải được chích ngừa Covid-19. Và ngày hôm nay ông uh, Tổng thống Joe Biden công bố trong chuyến thăm Viện Y tế Quốc gia Ông nói là mới chiều hôm nay uh, chính phủ đã ký hợp đồng mua thêm 100 triệu liều của Moderna Và 100 triệu liều của Pfizer Và số vaccine vừa được công bố sẽ nâng tổng số liều vaccine COVID-19 của cả hai hãng Mà chính quyền của Mỹ đã mua được là lên 600 triệu liều Và Tổng thống Joe Biden cho biết thêm là Mỹ sẽ có đủ vaccine uh, để mà chích ngừa cho 300 triệu người dân Mỹ vào khoảng cuối tháng 7. Có nghĩa là bởi vì cả vaccine Moderna và Pfizer đều cần phải hai mũi, cho nên là trong kho của Mỹ hiện nay là sẽ có 600 triệu liều. Và đến nay đã có khoảng 34.7 triệu người trong số 331 triệu dân Mỹ được chích ngừa, ít nhất là liều đầu tiên của Pfizer hay Moderna. Đó là thông tin theo dữ liệu của Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh CDC cho biết. Và cũng ngày hôm nay thưa quý vị khi có phóng viên hỏi là Vậy thì Tổng thống Joe Biden hay là chính quyền của ông sẽ có làm gì để trừng phạt Trung Quốc Trong cái việc là um, cái virus uh, COVID-19 xuất phát từ Trung Quốc Cụ thể là từ Vũ Hán hay không Thì Tổng thống Joe Biden nói là ông muốn phải biết được tất cả sự thật Phải có sự thật đầy đủ rõ ràng trước khi mà uh, đưa ra cái quyết định đó Bởi vì hiện nay cái thông tin về đại dịch vẫn chưa có rõ ràng vì sao tổng thống Joe Biden nói như vậy thì chắc quý vị cũng cần nhớ cách đây vài ngày tổ chức y tế thế giới vừa mới công bố là họ đã đến Vũ Hán và họ đã điều tra và chưa có một cái bằng chứng nào xác thực rõ ràng để link giữa cái virus coronavirus Ờ, với cái đại dịch Covid-19 đã làm chết hàng triệu người trên toàn cầu Và đặc biệt là um, có những cái lời suy diễn nói là cái con virus Coronavirus đến từ một cái phòng thí nghiệm của Vũ Hán Thì cho đến nay chưa có một bằng chứng nào công khai officially để nói lên điều đó Và đó là lý do mà Tổng thống Joe Biden nói là Mỹ chưa có kế hoạch là sẽ trừng phạt Trung Quốc về vấn đề uh, Covid-19 Và thưa quý vị liên quan đến câu chuyện về Đảng Cộng hòa cụ thể là những người dân Mỹ mà theo Đảng Cộng hòa thì ngày hôm nay có một thông tin là trang The Hill cho biết có gần 140.000 cử tri đã từng ghi danh hay là người uh, là ủng hộ Đảng Cộng hòa hay bầu cho Đảng Cộng hòa nay đã thay đổi và không có còn muốn bầu cho Đảng Cộng hòa nữa và cái tình trạng này xảy ra ở 140.000 cử tri ở 25 tiểu bang và con số này xảy ra vào hồi tháng 1 của năm nay và trong đó có một số tiểu bang là xảy ra cái tình trạng này rất là nhiều, khá là trầm trọng. Ví dụ như ở California là ngôi nhà của người Việt chúng tôi đây có hơn 33.000 cử tri đã từng ghi danh là cộng hòa mà nay họ đổi ý ở Pennsylvania có 12.000 cử tri, ở Arizona có hơn 10.000 cử tri Cộng hòa đã đổi ý và cũng theo Reuters cho biết thưa quý vị thì hơn 120 cựu giới chức của Cộng hòa, những người đánh giá thành phần lãnh đạo đảng hiện tại đã không đủ dũng khí để mà có những cái quyết định sáng suốt mà để xây dựng và để làm củng cố lại đảng Cộng hòa, nhất là trước cái câu chuyện hiện nay đang phải nói là rất là nóng trong chính trường của Mỹ, đó là câu chuyện trước phế của Tổng thống Trump thì nay họ nói là với những cái bằng chứng rõ ràng như vậy nhưng mà những người lãnh đạo đảng Cộng Hòa đã không làm gì đủ để mà thắt chặt lại cái sức mạnh và cái cái truyền thống của đảng Cộng Hòa và gây ra cái nhiều cái sự chia rẽ như hiện nay và cho nên 120 cựu giới chức này họ đang thảo luận việc tách rời để lập một đảng trung hữu và những người tham gia cuộc thảo luận bao gồm uh, cựu dân cử đảng uh, Cộng Hòa, cựu giới chức trong chính phủ thời Ronald Reagan hay là thời của George W. Bush uh, và ngay cả những người từ chính phủ Trump vừa mãn nhiệm. Và thưa quý vị, nhân nói về uh, tâm điểm um, đang thu hút mọi sự chú ý vào chính trường của Mỹ những ngày này và ngày hôm nay là ngày thứ ba của phiên trước phế cử tổng thống Trump. Thì thưa quý vị, trước khi xảy ra cái câu chuyện ngày hôm nay đó thì ngày hôm qua khi mà xong cái phiên ngày thứ hai của phiên xử thì ông Mitch McConnell là trưởng khối thiểu số tại thượng viện hiện nay, ông được một số nhân vật thượng nghị sĩ trong cộng hòa ở cho giới truyền thông biết là ông có trao đổi với họ và nói là ông không có ép buộc họ phải tha bổng cựu cự tổng thống Trump họ sẽ có cái sự quyết định dựa trên cái lương tâm của mình. Đó là cái thông tin mới nhất và nó cũng khá là thống nhất đồng nhất với là những quan điểm của ngay cái ngày đầu tiên là ông Mitch McConnell cũng đã nói như vậy và có một số cái thượng nghị sĩ cũng nói là họ sẽ có cái sự cân nhắc nghiêm túc về vấn đề này đặc biệt là sau cái hôm thứ ngày thứ hai là ngày hôm qua đó khi mà bên công tố viên của hạ viện đã công bố những cái hình ảnh rất là sốc mà trước đây họ chưa từng thấy đặc biệt từ camera an ninh trong tòa nhà quốc hội cho thấy là những cái thượng nghị sĩ đang ngồi ở trong thượng viện mà xem những hình ảnh này thì họ cách gan tất, chỉ trong gan tất thôi là những người bạo động và có vũ khí rất gần họ và nhờ những cái người cảnh sát viên của tòa nhà quốc hội đã bảo vệ họ và cũng một sự may mắn nữa cho nên họ 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 đã thoát khỏi cái sự nguy hiểm và thưa quý vị, nhưng mà ngược lại thì lại có một số vị thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa sau cái ngày thứ hai ngày hôm qua đó trước những hình ảnh mà họ nói là rất là sốc, rất là bàng hoàng, rất là sững sờ và những hình ảnh rất là ghê tởm. Nhưng mà rồi họ cũng nói, ủa cái việc mà những người ở bạo loạn nổi dậy ở tòa nhà tấn công vào tòa nhà quốc hội thì cũng có nói lên được là cái việc này liên quan gì đến cựu tổng thống Trump đâu. Đó cũng là cái ý mà ông luật sư sẽ Bào, bào chữa cho cựu tổng thống trump có nói trên bài đài fox news sau cái buổi ngày hôm qua đó thưa quý vị ông này cũng nói là thì tôi thấy là mấy cái hình ảnh đó cũng ghê đó nhưng mà có nói lên được điều gì đâu có nói rằng những cái đám đông bạo loạn đó có liên quan gì đến cựu uh, tổng thống trump um, đâu, đâu có một cái liên quan nào được kết nối đâu thì ngày hôm nay thưa quý vị um, ban uh, công tố viên của hạ viện trả lời những câu những cái mối quan tâm đó của những vị thượng nghị sĩ bên đảng cộng hòa thì uh, ngày hôm nay đó họ đã trưng ra những cái lời khai của những người bạo động uh, từ những cái biên bản được ghi nhận của fbi họ đã khai họ nói là họ đến tòa nhà quốc hội họ tấn công vào đó họ tìm các thượng nghị sĩ và họ muốn là chặn lại cái việc xác nhận kết quả đại cử tri À, và cụ thể là theo cái slogan mà trước đó vào đầu ngày cựu tổng thống Trump đã kêu gọi là stop the steal và họ nói trong cái bản khai với FBI là họ đang đi theo tiếng gọi của cựu tổng thống Trump hay là họ đến đây vì tổng thống Trump hay là họ chiến đấu vì cựu tổng thống vì tổng thống Trump và thậm chí là à, hôm nay công tố viên của hạ viện còn phát lại một số cái hình ảnh, video của một số nhân vật mà đã Uh, tấn công vào tòa nhà quốc hội và đã bị bắt um, trong đó không biết quý vị có nhớ một cái cô ở Texas uh, mà làm nghề địa ốc và đã um, hâm hở bước vào tòa nhà quốc hội và bây giờ họ chiếu lại cái đoạn video trước khi mà cô uh, khởi khởi hành đó vâng nhân vật này là thưa quý vị trước khi mà cô đến tòa nhà quốc hội thì cô có làm một cái livestream và cô kêu gọi bạn bè kêu gọi mọi người và cô cho biết cô đang đi theo cái tiếng gọi của cựu tổng thống uh, tiếng gọi của Tổng thống Donald Trump và cô muốn stop the seal, cô thực hiện nghĩa vụ của một công dân, của một người yêu nước. Và ngay cả khi cô có mặt tại tòa nhà quốc hội, cô vẫn khẳng định một điều nữa là mọi người hãy đến đây và hãy chiến đấu vì ông Trump. Và... Trước khi mà đưa ra những cái hình ảnh này thưa quý vị thì ông Raskin là công tố viên của bên phía Hạ viện. Ông có đưa ra một cái câu nói là, ông có nói một, một câu như thế này nè, là Mọi người không cần phải lắng nghe cái lời nói của tôi đâu, không cần phải lắng nghe những cái ý kiến hay những cái lời nói gì của tôi đâu mà mọi người hãy lắng nghe những lời nói của những của những nhân vật mà đã tấn công vào tòa nhà quốc hội sau đây. Đó là ông chiếu lại những hình ảnh là những cái người mà bạo loạn đã nổi dậy và đã có hành vi tấn công đó thì họ đã tuyên bố là họ đi theo lời kêu gọi của ông Trump stop the steal và fight like hell và um, thưa quý vị nhân nói về những cái người mà tấn công vào tòa nhà quốc hội và bị FBI bắt đó thì ngày hôm nay chúng tôi cũng đọc thấy một cái tin tức của tờ Washington Post cho biết họ nắm giữ họ đi tìm những cái thông tin uh, trên public hiện nay liên quan đến vấn đề về finance của 125 nhân vật mà đã bị FBI bắt giữ đó thì 60% quý vị có biết không 60% trong số đó đang có những cái sắc rối rất lớn về tài chính uh, những cái món nợ rất lớn thậm chí là À, bị bankruptcy, bị uh, vỡ nợ à, Đó là cái thông tin mà ngày hôm nay Washington Post cũng có công bố Và trở lại với cái phiên uh, trúc phế uh, cựu Tổng thống Trump Thưa quý vị um, Sau khi sau khi mà ông Ruskin nói là Quý vị hãy lắng nghe lời những người này nói Chứ không cần gì phải nghe lời của tôi đâu Thì ở phía bên công tố viên của Hạ Viện Có viện dẫn lại việc Cựu Tổng thống Trump đã từng có một cái uh, lịch sử một cái quá trình là hay có những cái tuyên bố rất là kích động bạo lực Ngoài cái hình ảnh mà quý vị hay thấy Cái đoạn video hay thấy là ông Trump phát biểu vào ngày 6 tháng 1 Và buổi sáng đầu ngày đó Thì họ viện dẫn lại một số cái buổi rally gặp gỡ uh, cử tri Thì uh, có ví dụ như họ đưa ra một cái ví dụ á, là khi mà cái tình trạng... Uh, Covid-19 đang tăng cao và bà thị trưởng của Michigan đã đưa ra cái lệnh lockdown và kêu gọi mọi người hãy ở nhà và ông Trump đã không có đồng ý với cái điều đó thì trong những cái cuộc rally của mình thì ông có đề cập đến bà uh, Whitmer là thị trưởng của Michigan và khi ông nói ông phê phán cái việc lockdown của bà này thì ông đã để cho đám đông cổ võ ở dưới la lên cái câu là lock her up lock hơ ấp và ông chỉ mỉm cười mà thôi. Và cụ thể là sau đó những người mà quá khích đó ở Michigan đã đến nhà của bà thị trưởng này và đã có những cái hành vi bạo động đứng ngoài la hét uh, và thậm chí là họ còn lên cả một cái kế hoạch mà sau đó FBI đã phát hiện và đã bắt những cái nhân vật đó. Họ lên hẳn cả một cái kế hoạch là bắt cóc bà thị trưởng của Michigan. Rồi một cái điều một cái luận điểm khác mà bên công tố viên hạ viện đưa ra đó thưa quý vị sau những cái cuộc bạo động mà lúc đó lúc bấy giờ ngày 6 tháng 1 ông Trump đang ngồi ở tòa bạch ốc và ông được báo rất là chi tiết là có cái tình trạng như vậy đó và ông nhìn những cái hình ảnh đó qua tivi thì uh, theo công tố viên hạ viện người ta cho là ông Trump đã không có bộc lộ bất kỳ một cái sự ăn năn nào, một cái sự hối hận nào vì những cái lời nói của mình. Và ngày hôm qua, Washington Post cũng mới cho biết một cái thông tin thưa quý vị. Khi mà những người bạo loạn tràn vào tòa nhà quốc hội và cứ la to là Mike Pence đâu, muốn treo cổ Mike Pence chính là vị phó tướng của mình nhưng mà ông trump đã được thông báo vào điều đó nhưng mà ông đã không làm gì ông vẫn ngồi im mãi đến gần một tiếng đồng hồ sau thì ông mới làm cái đoạn video và kêu gọi mọi người hãy trở về nhà và cũng chính trong cái đoạn video đầu tiên phát ra đó thưa quý vị thì bên công tố viên hạ viện người ta chiếu lại và người ta nói là lúc bấy giờ ông trump lại kêu gọi những người uh, tấn công vào tòa nhà quốc hội và đòi ám sát các thượng nghị sĩ có những người người ta nói sau này người ta khai lại với fbi là người ta có dự định là sẽ um, Uh, có những cái hành động tấn công bất kỳ thượng nghị sĩ nào khi họ vừa gặp mặt, thì ngay khi cái câu chuyện, những cái hình ảnh mà ông Trump thấy được, thì ông lại có làm một cái đoạn video và ông phát ra và ông nói là mọi người hãy trở về nhà đi, we love you, you are very special people. Uh, cho nên vì những cái lời phát biểu này mà bên công tố viên hạ viện nói là ông Trump đã không có bất kỳ sự hối hận nào hay sự ấy nấy nào vì những cái lời nói của mình và uh, một cái luận điểm kế đến nữa bên công tố viên hạ viện đưa ra sau cái buổi ngày hôm nay buổi thứ ba đó thưa quý vị họ nói là và đặc biệt chúng ta không thể để thế giới nhìn vào nước mỹ một cái hình ảnh như thế này và những lời tuyên bố và kích động của cựu tổng thống donald trump đã làm tổn thương một cái hình ảnh của nước mỹ vốn là đại diện cho một cái thể chế dân chủ như trước giờ chúng ta đã xây dựng nên và nhưng nói về cái câu chuyện về những cái lời kêu gọi và gây ra những cái hình ảnh như thế này, thưa quý vị, thưa quý vị cũng nhớ là sau đó có rất nhiều lãnh đạo của các nước đã lên án cực lực cái việc này và thậm chí là có một ông tổng thống ở một cái nước châu phi ông nói là nước mỹ có cần phải học về cái nền dân chủ hay không thì giờ chúng tôi có thể chỉ dẫn lại những cái bài học đó, những cái những cái thông tin như vậy chúng ta đọc mà chúng ta cảm thấy rất là chua chát phải không thưa quý vị và có một uh, lý luận nữa ở bên phía công tố viên Hạ viện người ta cũng đưa ra là không thể viện dẫn tu chánh án số 1 để bảo vệ cho những gì mà cựu tổng thống Trump đã làm. Ờ, ông Raskin là, là, là dẫn đầu cái toán công tố viên hạ viện ông nói là phía bên nhóm luật sư bào chữa cho ông Trump có đưa ra tu chính án số 1 và vẽ lên một cái bức tranh là những cái lời nói của ông Trump là hoàn toàn vô tội và không có liên quan gì đến nhóm kích động hết nhưng mà thật sự không thể nào đưa cái tu chính án số 1 bảo vệ quyền tự do ngôn luận của mọi người đưa vô cái trường hợp này bởi vì sau những cái phát ngôn đó đã có năm mạng người đã chết vì cái cuộc bạo động và có một cái câu hỏi mà bên phía công tố viên hạ viện đưa ra cho những thượng nghị sĩ ngồi trong thượng viện đó là có bất kỳ một vị chính trị gia nào hay là một vị lãnh đạo chính trị nào ngồi ở trong căn phòng này có một cái niềm tin là nếu mà cựu tổng thống trump được quyền làm tổng tư lệnh một lần nữa thì ông sẽ không có những cái hành động hành vi kích động bạo lực như thế này hay không. Hay là ông Ted Lieu cũng là một trong nhóm công tố viên hạ viện lại đặt tiếp một câu hỏi uh, chính xác hơn là một cái uh, sự nhận định. Ông nói thực ra chúng tôi không có e ngại việc cựu tổng thống Trump ra tranh cử trong 4 năm tới năm 2024 nữa mà cái điều chúng tôi lo ngại là nếu như ông Trump lại ra tranh cử và nếu mà bị thua thì những cái kịch bản đã xảy ra vào ngày 6 tháng 1 vừa rồi liệu là nó có tái diễn một lần nữa vào 4 năm nữa hay không. Và thưa quý vị trong một cái cuộc phỏng vấn với đài Fox News vào ngày hôm nay vào giữa trưa sau khi những cái phiên uh, uh, những cái quan điểm của bên phía công tố viên Hạ viện đưa ra đó thì luật sư bào chữa cho phía uh, ông Trump có nói là những cái lời lý lẽ hay những cái hình ảnh mà phía bên công tố viên Hạ Viện đưa ra có tính chất rất là tấn công ông Trump. Nhưng mà nó chỉ mang cái tính chất giải trí mà thôi, chứ không có nói lên một cái điều gì hết. Và ngày hôm nay đầu ngày, thưa quý vị, thì bà Hillary Clinton, bà có nói một câu là bất kỳ những cái thượng nghị sĩ nào mà sau khi thấy những cái hình ảnh đã được chiếu vào ngày hôm qua đầy cái sự... Uh, kinh hoàng như vậy mà lại không quyết định rằng ông trump phải chịu trách nhiệm cho những việc này thì những thượng nghị sĩ đó chính là đồng lõa với cựu tổng thống trump và thưa quý vị đó là những cái thông tin những cái gì đã diễn ra trong cái phiên xử uh, cựu tổng thống trump vào ngày hôm nay vào ngày thứ ba rồi và có một cái thông tin cuối cùng mà chúng tôi cũng động thấy là có một cái vị dân biểu ở california bên phía cộng hòa david nunes có nói vào ngày hôm nay là uh, phía bên dân chủ hãy coi chừng đó nếu như mà ở cộng hòa mà có thể chiếm lại cái thế đa số thì ở Hạ viện đó thì chắc chắn là năm 2022 những người ở Đảng Cộng hòa ở bên phía Hạ viện sẽ tiến hành để luận tội ông Joe Biden. Mọi người phía dân chủ hãy nên cẩn thận. Uhm, những cái lời nói như vậy nó không có căn cứ nhưng mà để nói lên một điều là chính trường của Mỹ thực ra là uh, vẫn đang có một số cái điều có những cái nhân vật có những cái phát biểu có những cái nhận định rất là tiêu cực phải không thưa quý vị. Và ngày hôm thứ tư Hôm thứ Tư là ngày hôm qua, Ủy ban Cộng hòa Quốc gia Đảng Cộng hòa có đưa ra nhận định là họ tin là họ có thể chiến thắng trong cái cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022 sắp tới. Chúng ta không biết, chúng ta chờ xem những cái phiên luận tội phiên trúc phế của Tổng thống Trump sắp tới kết quả sẽ như thế nào. Và được biết là hai bên đang có ý định là sẽ kết thúc cái phiên trúc phế này sớm vào khoảng ngày thứ Bảy uh, sắp tới thì uh, chúng ta hãy chờ xem. Vừa rồi là một số tin tức đáng chú ý của ngày hôm nay và một lần nữa xin kính chúc quý vị một năm mới nhẹ nhàng, thư thái và bình an. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.